Hồng xin kính chào anh chị. Trong ngày hôm qua em cũng đã giới thiệu với các anh chị một tác phẩm Mẹ Quan Âm được chế tác trên chất liệu là lũa Ngọc Am, Hà Giang. Thì cũng đã có một bác hữu duyên đã rước mẹ về rồi. Thì hôm nay em lại giới thiệu với các anh chị một tác phẩm khác nữa. Đấy. Mẹ Quan Âm được chế tác trên chất liệu là lũa Ngọc Am, Hà Giang. Và tác phẩm này thì bên em đã gắn sẵn cho anh chị một chiếc kỹ rồi ạ. Vâng. Với chiều cao là 82, ngang 40 và chiều sâu là 20 anh chị nhá. Tác phẩm Mẹ Quan Âm đấy, được đục rồi. Anh chị có thể nhìn thấy được là tác phẩm này Mẹ Quan Âm được đục gần như nổi hoàn toàn lên với chất gỗ Ngọc Am Hà Giang và phân Ngọc Am này xin xít nhau rất là đẹp anh chị nhá. Ở đây là thần thái của Mẹ Quan Âm ạ. Thần thái của Mẹ Quan Âm thì kiểu ấy khuôn mặt trái xoan này chị nhá, rất là hiền hậu nhân từ với đôi mắt khép hờ cùng với chấm kim sa và những cái lọn tóc này để được là tỉa tóc rất là kỹ càng đấy. Phần nón của mẹ ở phía trên đây để rũ xuống này, rất là mềm mại đấy, rũ xuống rất là mềm mại. Cái tà áo của mẹ này đang giống như tà áo của mẹ là màu trắng ngần thanh khiết, đang có bay là đà trong gió, cực kỳ là mềm mại và đẹp luôn ạ. Đấy, hình ảnh và những ngón tay của mẹ đây cũng được là thợ bên em làm rất là kỹ đấy, làm rất là mềm mại luôn nha anh chị nhá. Những cái ngón tay rất là thanh mảnh này, ngón tay bút sen này đấy, rất là đẹp. Trên tay mẹ thì cầm một cái bình cam lộ đây và đang thả những cái dòng nước từ bình cam lộ này, một chiếc bình gọi là nước mà vô vàn những cái dòng nước từ trên bình cam lộ ấy cuộn trào phía dưới ấy, những cái làn sóng rất là mềm mại luôn anh chị nhá. Đấy, và mẹ đang đứng ở trên một cái lá sen rất là lớn anh chị nhá, một cái lá sen với những chiếc lá to lớn đến nỗi mà anh chị nhìn thấy những cái phần vạt lá đây đấy thì nó cứ quấn lại xoắn với nhau này, rất là mềm mại đấy, những cái phần vạt lá này rủ xuống này đấy, rất là đẹp anh chị nhá. Phần gân lá ở trên cái mặt lá này cũng được làm rất là kỹ lưỡng anh chị nhá, làm rất là kỹ lưỡng luôn này đấy. Và xung quanh hình ảnh của mẹ Quan Âm đứng trên lá sen thì chính là những cái bát sen này, những cái hoa sen, những cái bông hoa sen này, những cái bông hoa sen đang nở rộ rất là đẹp luôn. Những cái lá sen non đây chị nhá, lá sen non đây, những bông hoa đây đua nhau luôn rất là đẹp ạ. Và xung quanh đây đấy, hình ảnh của mẹ Quan Âm này được đục rất là thần thái của anh chị nhá. Thì những cái ngón chân của mẹ làm cũng rất là kỹ lưỡng luôn này. Và tác phẩm này thì được chế tác trên chất liệu là lũa Ngọc Am Hà Giang nên có cái mùi thơm rất là dễ chịu anh chị nhá. Một tác phẩm Mẹ Quan Âm này, khi mà các anh chị mình hữu duyên rước mẹ về thì mẹ sẽ làm cho căn nhà của mình trở nên êm ấm hơn, yên ổn hơn ạ, yên bình hơn rất là nhiều. Mẹ mang lại sự may mắn, mang lại sự yên ổn bình yên ạ. Một tác phẩm Mẹ Quan Âm đấy, rất là đẹp ạ. Mình đi đâu về nhìn thấy khuôn mặt của mẹ hiền từ như thế này cũng cảm thấy trong lòng không còn mệt mỏi nữa này. Mình gọi là tâm sự tất cả những cái điều mà mình khó khăn nhất cho mẹ đấy. Và đây là mặt sau của tác phẩm anh chị nhé, mặt sau của tác phẩm đây ạ. Bên em đã làm rất là sạch sẽ kỹ lưỡng rồi ạ, gắn sẵn cho anh chị một chiếc kỹ nữa này đấy, rất là đẹp luôn ạ. Với những cái tác phẩm mà được chế tác trên chất liệu là Ngọc Am Hà Giang thì khi các anh chị mình sở hữu về, một là các anh chị có thể mình bu cái mặt đằng trước đấy, để chống nứt, còn mình để cái mặt đằng sau để có thể tỏa được cái mùi hương thơm của mùi lũa Ngọc Am Hà Giang chị nhá. Hoặc là các anh chị mình có thể chơi mộc tác phẩm này, và sau khi sở hữu những cái tác phẩm này thì các anh chị mình có thể là mình bọc vào trong một cái màng ni lông hay cái bàn màng bọc thực phẩm ấy chị nhá. Cái màng bọc thực phẩm mình bọc sơ qua một lớp ở bên ngoài này và mình để khoảng tầm một tuần ấy chị nhá, tầm vài ngày đến một tuần thì cái phần gỗ ấy nó sẽ lên tuyết này. Như các anh chị đã nhìn thấy thì tác phẩm này cũng đã lên tuyết rồi đấy, như cái kẽ lá này chị nhìn thấy những cái phần trắng trắng mờ mờ này là những cái phần mà gỗ nó đã lên tuyết rồi anh chị nhá. Đây, một chất liệu gỗ mà thơm, rất là thơm luôn đấy, mà khi bọc lại còn lên tuyết này, nhất là những cái phần kẽ lá như thế này anh chị nhá, là đã lên tuyết hết rồi đấy, rất là đẹp, phủ một cái lớp trắng ngà ở bên ngoài làm cho tác phẩm trở nên long lanh hơn rất là nhiều luôn anh chị nhá. Đấy, tác phẩm Mẹ Quan Âm này em quay nghiêng cho anh chị xem này, rất là tuyệt vời luôn. Và anh chị nào mà mình muốn bu tác phẩm này thì bên em sẽ bu cho anh chị mặt đằng trước nha chị nhá. Và em khuyên là anh chị mình nên bu đi,
để chơi chống nít và mình có thể chơi trong một, không phải là chơi mà là để mình, nếu như tác phẩm mình thờ cúng ấy là muốn để một thời gian lâu dài thì anh chị mình nên BU mặt đằng trước đấy, để tác phẩm được bền lâu hơn. Vâng, và tác phẩm này thì em xin báo giá cho các anh chị là chỉ có 4 triệu 300 nghìn đồng bao ship anh chị nhé. 4 triệu 300 nghìn đồng bao ship cho anh chị tác phẩm này. Đấy, một tác phẩm đục rất là thần thái này, mẹ Quan Âm hầu như nổi lên đấy. Và kích thước cho tác phẩm này chiều cao là 82 ngang 40 và sâu là 20 anh chị nhé. Em đã gắn sẵn cho anh chị một chiếc kỹ rồi để làm cho tác phẩm trở nên trang nghiêm hơn rất là nhiều, và các anh chị mình chỉ cần này mang rước mẹ về thờ cúng hoặc là làm quà tặng cho người thân rất là ý nghĩa thôi anh chị nhá. Và mọi chi tiết về tác phẩm này thì xin anh chị hãy gọi ngay cho tượng gỗ Nguyễn Hồng số điện thoại 0987336318 và 0966336318 anh chị nhá. Và xin chào anh chị ạ.